Giới chuyên gia cảnh báo Tổng thống Macron đang đưa nước Pháp tiến dần đến Brexit. Ukraine nói quân đội Nga đang rút lui khỏi các khu vực trọng điểm trên mặt trận Kharkov. Pháp bắt giữ hai người Moldova vì vẽ hình quan tài nhằm phản đối ý tưởng gửi quân tới Ukraine. Nắng nóng trở thành mối nguy hại mới với những người di cư đến Mỹ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Telegraph của Anh hôm ngày 22 tháng 6, cựu ủy viên châu Âu phụ trách đàm phán Brexit, ông Michael Barnier cảnh báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đưa nước Pháp đến Brexit, Pháp rời EU và nhiều quốc gia liên minh châu Âu-EU khác cũng có thể rời khối nếu không rút kinh nghiệm từ bài học Brexit. Ông Barnier nhận định rằng quyết định giải tán quốc hội của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một bước đi mạo hiểm trong bối cảnh làn sóng cực hữu đang lan rộng. Ông Michael Barnier kêu gọi người dân Pháp nên nhớ bài học từ cuộc trưng cầu dân ý Brexit tại Anh cách đây 8 năm, cảnh báo rằng tình huống tương tự hoàn toàn có thể xảy ra tại Pháp khi người dân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc bất mãn và các chính sách dân túy. Theo cựu quan chức EU này, các nhân vật trong đảng cực hữu, tập đoàn quốc gia Renew như bà Marine Le Pen và ông Jordan Bardella luôn mang tư tưởng chống châu Âu và đã từng phát biểu rằng Brexit giúp người dân Anh thoát khỏi sự phụ thuộc vào EU. Ông Michael Barnier cũng cảnh báo rằng nếu các nhân vật cực hữu này nắm quyền, họ có thể thay đổi chính sách và đưa Pháp ra khỏi EU, Brexit, mặc dù hiện tại họ vẫn cam kết gắn bó với EU trong các chiến dịch tranh cử. Ngoài Pháp, nhiều quốc gia thành viên EU khác cũng có thể rời khỏi ngôi nhà chung trong tương lai. Ông Michael Barnier, một thành viên uy tín của đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa, LR, kêu gọi lãnh đạo Pháp tôn trọng và giải quyết những nguyện vọng của người dân, đặc biệt là các cử tri sống ở các khu vực khó khăn nhất. Trước viễn cảnh tình hình chính trị bất ổn, nhiều nghị sĩ thuộc phe đa số của Tổng thống Macron cảm thấy kiệt sức và bị bỏ rơi sau quyết định giải tán quốc hội. Cựu Thủ tướng Pháp và hiện là thị trưởng thành phố Le Havre, đồng thời Chủ tịch Đảng Chân Trời Mới thuộc Liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron, ông Abdullah Philippe đã bày tỏ bất bình với quyết định của người đứng đầu nước Pháp. Ông tuyên bố, chính Tổng thống đã phá hủy liên minh đa số ủng hộ ông ấy đã giải tán nó. Tốt thôi, sẽ cần phải lập một tân liên minh không hoàn toàn giống với liên minh đã bị giải tán. Một liên minh đa số mới tại Quốc hội hoạt động hướng tới những giá trị khác biệt so với liên minh của Tổng thống cũ. Theo lịch trình, cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Pháp trước thời hạn vào ngày 30 tháng 6 và mùng 7 tháng 7 tới đây. Ngày 22 tháng 6, chia sẻ trên truyền hình quốc gia Ukraine, phát ngôn viên của nhóm tác chiến chiến lược Khotitsia Naza Volosin cho biết, quân đội Nga đang rút một số đơn vị tại tỉnh Kharkov để bổ sung do bị mất khả năng chiến đấu. Ông Naza Volosin đã tiết lộ điều này, bao gồm các đơn vị gần Vovchan, Tikhe và Hlyboke. Ông Volosin cho biết, lực lượng vũ trang của chúng tôi đã giữ vững phòng tuyến và gây ra tổn thất nặng nề cho đối thủ. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã mất 60 binh sĩ, 2 xe tăng, 4 phương tiện, thiết bị chuyên dụng, 42 máy bay không người lái và 18 hầm trú ẩn cùng nhân sự, theo ông Volosin. Ông nói thêm, đối thủ đã tạm dừng các hoạt động chiến đấu tích cực trong khu vực đó vì không có hành động đáng kể nào trong ngày 21 tháng 6 hoặc sáng 22 tháng 6. Ngày 18 tháng 6, nhóm giám sát Distep tuyên bố, quân đội Nga đã tập trung tới 10.000 quân và 450 thiết bị quân sự giữa Rayhorodka và Novovodiane để tái tấn công Borova. Lữ đoàn xung kích số 3 cũng xác nhận các cuộc tấn công tăng cường của Nga đang diễn ra tại tỉnh Kharkov. Họ lưu ý rằng quân đội Nga đang tiến công với các trung đoàn xe tăng, nhiều pháo binh, các đơn vị bổ sung của Wagner và lực lượng đặc biệt. Ngày 19 tháng 6, Lữ đoàn 3 báo cáo rằng quân đội Nga đang đạt được những thành tựu chiến thuật nhỏ theo hướng Borova. Lần này có vị trí thuận lợi do địa hình và kết nối hậu cần. Chính quyền tỉnh Kharkov được cho là đang chuẩn bị tiến hành sơ tán bắt buộc khỏi 5 khu định cư của khu đô thị Borova do pháo kích tăng cường và nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công của Nga. Ngày 19 tháng 6, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ báo cáo lực lượng Ukraine đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở tỉnh Kharkov, giành lại quyền kiểm soát khu định cư Tikhe ngay phía đông Vovchan và tiến triển ở các khu vực chiến lược khác. Mới đây, Pháp đã bắt hai người Moldova với cáo buộc làm suy yếu tinh thần quân đội khi vẽ bậy hình quan tài nhằm phản đối ý tưởng gửi quân tới Ukraine. Hai người đàn ông mang hộ chiếu Moldova bị bắt giữ vào đêm 20 tháng 6 và rạng sáng 21 tháng 6 tại Paris.
sau khi vẽ 6 hình quan tài màu đỏ và dòng chữ "Hãy chấm dứt sự chết, Maryja, Ukraine" trên bức tường mặt tiền trụ sở báo cánh hữu Le Figaro. Maryja có nghĩa là giấc mơ trong tiếng Ukraine. Ngày 22 tháng 6, công tố viên Pháp buộc tội hai người này vì hành vi phá hoại tài sản và nỗ lực làm suy yếu tinh thần quân đội để gây tổn hại đến quốc phòng trong thời bình. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, hai người này khai rằng họ được trả hơn 100 đô la Mỹ để vẽ những hình quan tài này. Đây dường như là hành động mới nhất nhằm phản đối ý tưởng của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân Pháp tới Ukraine. Giới chức Pháp đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ thông tin sai lệch và các nỗ lực khác của Nga nhằm làm giảm sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine. Ngày 20 tháng 6, 6 hình quan tài tương tự cũng được phát hiện trên tường của trụ sở hãng thông tấn AFP ở trung tâm Paris gần văn phòng báo Le Figaro. Giới chức Pháp đang điều tra những hình vẽ máy bay chiến đấu Mirai của Pháp dưới dạng quan tài cùng dòng chữ Mirai cho Ukraine tại ba quận ở Paris vào ngày 18 tháng 6. Những hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trên tường của tòa nhà AFP một ngày trước đó. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Macron tuyên bố Pháp sẽ gửi máy bay chiến đấu Mirai 2000 cho Ukraine và đào tạo phi công Ukraine theo thỏa thuận hợp tác quân sự mới giữa hai nước. Hôm 8 tháng 6, cảnh sát Pháp đã bắt ba thanh niên Moldova vì vẽ hình quan tài cùng dòng chữ lính Pháp ở Ukraine tại Paris. Họ bị buộc tội phá hoại tài sản nhưng đã được thả sau đó. Ngoại trưởng Moldova, ông Mihai Popsoi, đăng trên mạng xã hội rằng "Chúng tôi rất tiếc và lên án mạnh mẽ hành vi này." Ông cho biết hành vi phá hoại này là một phần của chiến thuật hỗn hợp nhằm làm tổn hại đến hình ảnh quốc tế của Moldova. Trong một bình luận mới vào ngày 22 tháng 6, ông Popsoi lên án hành vi xúi dục thù hận. Ông cho hay, chúng tôi kêu gọi công dân Moldova đề cao cảnh giác và không để bản thân bị thao túng gây tổn hại đến đất nước. Nắng nóng đã trở thành một mối nguy hiểm mới đối với những người di cư đến Mỹ, những người vốn đã phải đối mặt với những rủi ro khi vượt sông và các băng đảng tội phạm. Tại sa mạc Mexico gần biên giới Mỹ, lực lượng an ninh Mexico đang cảnh giác cao độ sau khi phát hiện một người đàn ông không qua khỏi do say nắng trong hành trình tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở Bắc Mỹ. Trước đó khoảng một tuần, một phụ nữ đã qua đời vì mất nước ở bang Chihuahua, phía Bắc Mexico, nơi nhiệt độ vượt quá 40 độ C, đã phải đối mặt với những nguy hiểm như vượt sông, động vật hoang dã và các băng đảng tội phạm bạo lực chuyên tống tiền, bắt cóc và lạm dụng họ trên đường đến Mỹ. Giờ đây, nắng nóng trở thành một mối đe dọa mới đối với những người di cư phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Một người di cư 25 tuổi, người Venezuela, tên Dionisio Romero cho biết, "Trời quá nóng, tôi luôn cảm thấy bản thân thiếu nước khi nhiệt độ thường ở mức 43, 44 hoặc 45 độ. Đồng hương của Romero, anh Nelson Ramos, tại một trại tạm trú của nhà thờ Công giáo ở thành phố biên giới, Ciudad Juarez cho biết, anh đã quen với nhiệt độ cao nhưng mặt trời quá gắt, tôi cảm thấy ngột ngạt. Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ cho biết kể từ tháng 10 năm 2023, họ đã ghi nhận 77 người không qua khỏi ở khu vực El Paso, bang Texas, Mỹ, gần thành phố Ciudad Juarez, Mexico, kéo dài đến các khu vực khác của Texas và bang New Mexico của Mỹ. Nguyên nhân chính gây ra các vụ việc này là say nắng, đuối nước và rơi từ bức tường biên giới cao tới 9 mét. Giám đốc dịch vụ quản lý tình trạng khẩn cấp ở Ciudad Juarez, Mauricio Rodriguez cho biết, chính quyền địa phương đã khuyến cáo mọi người không nên đi đến biên giới vì nhiệt độ cao có thể dẫn tới nguy hiểm. Người đàn ông Mexico xấu số kể trên đã bị bỏ rơi bởi kẻ buôn người định đưa anh ta sang Mỹ. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Mexico cho biết, kẻ buôn người sau đó đã đồng ý tiết lộ vị trí của anh ta theo yêu cầu của gia đình người di cư. Trong quá trình tìm kiếm, các nhà chức trách Mexico đã tìm thấy 6 người di cư không giấy tờ khác, trong đó có một người có triệu chứng mất nước. Theo số liệu từ Viện Di cư Quốc gia Mexico, INM, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, gần 1,3 triệu người di cư không giấy tờ đã đi qua lãnh thổ Mexico. Trên thế giới, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo hiện tượng El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao chưa từng thấy. Hồi đầu tháng 4 năm nay, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cũng dự báo một mùa hè nóng bất thường ở nhiều khu vực trên nước Mỹ, kéo dài từ vùng Tây Bắc xuống Tây Nam. Sự kết hợp giữa nắng nóng và mưa ít có thể làm tăng nguy cơ hạn hán và cháy rừng ở một số vùng. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, các nhà khoa học từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU cho biết tháng 2 là tháng 2 nóng nhất theo các hồ sơ kéo dài từ năm 1940. Tại đó, nhiệt độ tăng lên ở mức tới hạn 1,5 độ C so với mức thời tiền công nghiệp, kéo theo những hệ lụy không thể khắc phục được đối với hành tinh. Từ NOAA tới Copernicus, các mô hình khí hậu đều dự đoán 2024 có khả năng là năm nóng nhất từng được ghi nhận từ trước tới nay do ảnh hưởng kép từ biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino.
trong đó hiện tượng El Nino dự kiến sẽ góp phần đáng kể vào sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Tại đó, sự gia tăng nhiệt độ kể trên sẽ có tác động nghiêm trọng đến các kiểu thời tiết, hệ sinh thái và xã hội loài người. Cùng với đó là khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan mới và sự gia tăng trầm trọng của các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu. Nhà sinh thái học tại Đại học bang Oregon William Ripper trong một nghiên cứu cho biết, sự sống trên hành tinh của chúng ta rõ ràng đang bị đe dọa. Các xu hướng thống kê cho thấy, những mô hình đáng báo động được thể hiện thông qua biến số và trường hợp xảy ra thảm họa cụ thể liên quan đến khí hậu. Ở một khía cạnh khác, chuyên gia Ripper cũng nhấn mạnh rằng, nghiên cứu tìm thấy rất ít tín hiệu tích cực cho thấy việc nhân loại có thể chống lại biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cho biết, con người đang đẩy các hệ thống sinh quyển trên trái đất vào tình trạng bất ổn, nguy hiểm.